tại chùa Bạc Tường trong cái mùa lụt lụt vào lụt vừa qua. Mẹ ơi, mẹ xin quá nha, hoan hỷ chia sẻ cho đồng bào chúng ta một chút biết trong cái nước khó đó. Hôm nay thầy về đây cũng được sự hoan hỷ của tất cả các vị đến đây để nhận một món quà rất là ít nhỏ nhưng mà mang quà cho tất cả tấm lòng của thầy cũng như tất cả các phái đoàn, tất cả quý vị mạnh thường quân trong ngoài nước để về đồng bào miền Trung chúng ta để chia sẻ. Chúc tất cả bà con cũng luôn mạnh khỏe và vui. Có những khó khăn bắt được mắt sớm vươn lên trong cuộc sống. Rồi, mẹ cười lên. Có răng đâu. Răng không chắc rào thì hết rồi. Tâm như thế nào? U ra đời chi. Có phải cái này là cái này.